tư, con có coi trên mạng á, con nghe nói là cái cổng của thầy Thích Minh Tuệ đó là cũng như là bổn đạo người ta lợi người ta làm, mà bây giờ là trên cộng đồng mạng nói là nói thầy Thích Minh Tuệ là cũng như không nhận tiền, mà tại sao là nhận làm cái cổng, là cô trả lời cái đoạn đó giùm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Và lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng nha. Bữa nay xin định chánh với quý vị là cái cổng như thế này. Em dâu của Thích Minh Tuệ khi bà nàng bán được cái mùa sầu riêng đó, nàng mới đặt lứa B40 để mua về. Nhưng mà địa phương có những người ta lỡ ta làm tiếp dựng lên cái cổng thì có chứ. Gia đình Thích Minh Tuệ là không có nhận tiền. Quý vị hãy nhận định thấu đáo chỗ này nha. Tại vì hôm trước Thích Minh Tuệ về đó thì nàng nói người ta lỡ người ta coi người ta chen vô vườn sầu riêng, có người thì hiếu kỳ bẻ nhánh bẻ lá này kia với mấy đứa nít rồi đó, nên người ta mới mua, ta bán xong mùa sầu riêng được tiền nên người ta mua chứ không phải là gia đình nhận. Quý vị hãy sáng suốt chỗ này. Chứ có chuyện người ta dựng lên là có một thiếu nữ nào đó đứng ôm Thích Minh Tuệ rồi ông nhảy xuống này kia. Chứ hôm tới nữa tôi coi thì có chỗ dựng lên là ông Thích Minh Tuệ đi chung xe du lịch với cái nàng đó ngồi kế bên. Tôi nói cho quý vị cộng đồng mạng nghe, có người thương thì phải có người ghét, có người ghét thì có người ganh. Thì họ để gì đó, họ quay rằng họ tạo hình tượng như vậy đó để họ ghép vô, họ nói xấu thầy cao tăng Thích Minh Tuệ của mình. Nên bây giờ báo cho quý vị biết là công an cấm không cho vô cốc ngày nữa. Bây giờ người ta đã canh gác rồi, ai muốn vô đảnh lễ thì phải đăng ký. Mà những anh chàng youtuber không cho vô quay luôn. Nếu anh chàng youtuber này mà quay mà được đăng ký mà nhà ở đó công an người ta cho mới được, nhưng mà cấm tuyệt đối là không cho quay nữa, để chia sẻ những cái thông tin mà không có sự thật, cũng như tự để tiền tự quay rồi tự đưa lên nói xấu người ta. Nên quý vị thấy rồi, những đệ tử của những ông thích cúng đồ đó thì nó đã theo phá ông Thích Minh Tuệ sao quý vị biết rồi, nó nói đủ thứ loại thể loại chân, nhưng mà không có nao núng đi cái lòng của ngài. Với hơn thế nữa, cộng đồng mạng người ta sáng suốt rồi, người ta nhận định, ta biết rõ đâu là tà đâu là chánh. Nên tà với chánh còn đương trà trộn, nó đang trà trộn này nè, nên công an mới vô cuộc là bây giờ cấm không cho những anh chàng YouTube đến đó quay, và không cho lỡ đó mà lại nữa đảnh lễ nữa thì cái chuyện này nó mới không xảy ra nữa. Bây giờ bu quá. À, mẹ Thích Minh Tuệ còn phải đi vô nước biển là tại vì ông với bà già rồi không có chịu nổi mà người ta buông như vậy. Thành thử ra quý vị hãy nhận xét chỗ này. Quý vị ơi, cái người người ta đã xả thân cầu đạo thì ham dinh làm gì, ta không có ham đâu. Quý vị đừng dựng chuyện, đừng bày chuyện nữa mà có lỗi với bậc thánh nhân. Thưa quý vị đã nhận xét rồi, thấu đáo rồi, quý vị không còn lầm lạc nữa đâu. Thành thử ra chỗ này ai cũng đã hiểu hết rồi. Những cái phần tử mà họ chống ngài Thích Minh Tuệ thì họ dựng vậy thôi chứ không có gì lạ đâu. Quý vị hãy yên tâm đi, bền gan chờ đợi ngài chung cuộc đi. Gắn trí trong bông bữa tỳ khai, khiên địa từng quần vua một mối phàm trần diễn kiếp kiếm bồng lai. Rồi em Dũng có gì để hỏi không? Dạ thưa chị, em có nghe nha, cái thằng anh Tư Hoàng gì đó nói cái vụ gì cái mẫu chuyện mà Phật ra đời thế giới bình an gì đó, nhờ chị chia sẻ giùm cái đoạn này cho cộng đồng hiểu giùm. Đáng lý ra là tôi không chia sẻ cái đoạn Tư Hoàng này đâu. Tại vì cái Tư Hoàng này á, là tôi nhận xét cái đệ này chẳng hiểu gì hết về Phật giáo Hòa Hảo. Ngài được một cái thằng YouTuber nào nói dựng cho ngài để nói thôi, nhưng mà không cần chia sẻ. Thầy nói dậu Phật ra đời thế giới bình an mà hai thằng ngu đần như tụi bay biết dậu Phật là ai không? Ra đời chừng nào? Ở đây đáng lý ra là không chia sẻ đâu. Mà đừng có kêu tao là bà Tư đầu bạc. Không lẽ cha mẹ quý vị không đầu bạc sao? Ông nội bà ngoại quý vị không đầu bạc sao? Đừng có lớn lối nữa. Bây giờ nhìn lại cái clip của mấy vị coi được bao nhiêu người xem. Mà tôi nói không đúng mà được bao nhiêu người xem. Nhậu nhiêu đó thôi chứ không cần nói nhiều. À, nếu không trả lời với quý vị là quý vị nói ở đây ngu, nhưng mà ở đây không có ngu. Quý vị nên nhớ là thầy nói dậu Phật ra đời thế giới bình an, mà dậu Phật này không ai đốt được. Cả ngày xưa Đức Phật Thích Ca ngài là Phật rồi, mà cả nước Trung Ấn Độ của ngài bị người ta tàn sát mà ngài còn không cứu nữa. Tại vì chúng sanh gây nghiệp thì phải trả nghiệp, không phải là Đức Phật ra đời mà cầu để dẹp thế giới mình bình an được. Tại vì ai mà chế ra vũ khí
mà tiếng nổ đầu tiên sau này tiếng nổ đó sẽ trở về nước đó để mà nổ. Tôi chỉ nói bao nhiêu thôi, còn quý vị muốn nói gì thì kệ quý vị, rồi quý vị xem lợi của mình là ai mới được, mình nói được bao nhiêu người nghe, phỉ báng ta mình được bao nhiêu người nghe. Để Dũng hỏi khác đi, bỏ mấy ông Dạ này qua thưa bên chị, đi. nhờ chị chia sẻ Đức Phật thầy Tây An rồi thì truyền xuống tới Đức Quỳnh giáo chủ của chúng ta bây giờ, nhờ chị chia sẻ giùm. Ngày xưa thì Đức Phật thầy Tây An ngài ra đời tại Tòng Sơn quý vị đó, thành thử năm 1866 ngài viên tịch năm 1800 807 766 chứ, ra viên tịch năm 1807, ngài vừa tròn 50 tuổi. Khi đó đó ngài ở Tòng Sơn, là đạo của ngài đó là ngài tự mở ra đạo Bủ Sơn Kỳ Hương. Mà khi đó tụ pháp đó, nó cũng giờ ngài đi chỗ này chỗ nọ gì đó, ngài than là về xẻo môn lòng lắm độ trường, kể sao hết nạn ương tai ách, giả bổn đạo Tòng Sơn xa cách, dạo ta bà xem xét hiền nhung đó. Nên ngài mới xuống một bị người chú đoạt giật tài sản hết, nên ngài hai mẹ con ngài mới xuống chiếc ghe, ngài dân du đây đó tới năm 1000 mấy đó, mà ngài được 43 tuổi ngài mới trở lại Tòng Sơn để mở đạo dạy đạo hốt thuốc, viết sấm giảng để độ đời, gọi là Tam Độ Nhất Như đó. Thành thử ra Đức Phật thầy Tây An chúng ta 7 năm hoằng hóa độ sanh linh, đắc diệt trùng trùng khổ chiến trinh, quá kiếp năm đời khai chánh pháp, dung vuông hành đạo kiến thanh bình. Nói ngài là một ông giáo chủ cũng tuyệt vời. Rồi ngài nói ngài đó xuất hiện ra là chuyển kiếp 5 lần nữa quý vị, từ Đức Phật thầy Tây An tới Đức Phật Trùm, bổn sư Ngô Lợi, rồi tới sư Giải Văn Khoai, tới Đức Quỳnh giáo chủ, là dứt hạ bút thần là thơ đã đề khai. Thành thử ra các vị đó có vị Phật này có sứ mạng mà lâm phàm tới 5 lần nha quý vị. Nên Đức Quỳnh giáo chủ ta thừa dân sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới là truyền khai đạo pháp, chứ không phải nói là thầy ra đời mà thầy dẹp cái chiến tranh này được, không dẹp được. Tại vì chúng sanh gây quả gây nghiệp thì phải hưởng quả thôi, ông Phật không có dẹp chỗ này. Ông Phật chỉ là ra đời để dạy chúng ta tu hành để trở về con đường chánh đạo, để tránh cái sự khổ sau này. Ách trời nạn nước thình lình, người hung cứ mãi chống kình với ta, đem tài học cổ nôm na, hỡi ai trí thức tầm mà cạn sâu. Thầy chỉ ra đời là dạy như vậy thôi, chứ không phải dẹp chiến tranh. Chiến tranh là tự mình tạo ra thì mình phải trả quả thôi. Thưa quý vị, trở lại gia đình Thích Minh Tuệ. Quý vị thấy rồi, gia đình của ông Thích Minh Tuệ không phải là nghèo quý vị, mà anh của ông Thích Minh Tuệ á là làm giám đốc một công ty cà phê, thì gia đình ta không phải nghèo. Mà con người ta đã tu cái hạnh đầu đà như vậy thì gia đình người ta không phải thọ tiền đâu. Quý vị đừng bài bác nữa, đừng xắt xược nữa mà mang điều tội lỗi đó. Quý vị hãy bền gan đi, kính ngưỡng ngài để tôn trọng ngài, để làm chi? Để chúng ta gieo vào lòng chúng ta một nguồn phước điền, để chúng ta có công tu tu tập để đắc quả như ngài, để trợ lợi cứu giới chúng sanh. Như thế đó ta mới chọn cái đạo làm người, chứ ở đây mà nói tung tin những cái điều không có, nói qua người ta thì cái quả đó bao nhiêu người ta nó sẽ trở về mình hết. Nhưng những anh chàng YouTube mà quay nói thật thượng, bên đây chim bên kia chim bên nọ, hay là những cái đệ tử con thích đỡ đồ phỉ báng đủ thứ trên, nhưng mà quý vị làm được gì ngài Cao Tăng Thích Minh Tuệ đâu. Quý vị càng nói thì cái địa vị mình càng thấp, nó làm cho người ta làm cho gõ mặt gâu mài thượng quân hồi phục là ngài an cư. Nó quý vị càng tôn vinh cái những người ta nói đúng lên, chứ quý vị không có hạ người ta xuống được đâu. Còn ai mà bài bác đó, cái điều mà không có đó, thì họ tự hạ họ xuống, họ tự dẫm họ xuống. Người ta có động phạm với mình đâu, người ta có can dự gì với mình đâu, phải nói chi mà nói hoài. Quý vị thấy cả đại gia mà giờ phải mua gốc bồ đề 200 mấy chục tuổi để cúng dường cho ông, mình làm được như người ta không? Mà mà lúc chê người ta. thầy Thích Minh Tuệ mà ổng xuất hiện tới giờ đó là có ai thấy ổng nhận tiền đâu đó. Nó Giờ quay trước giờ là quay sau toàn bộ nó là có đâu, YouTube đăng lên là dựng ta nói lên là bậy nó cúng bạ không, tiền rồi tự quay rồi tự dựng.
cái đó là những đệ tử của mấy Sàm Văn đó, tại vì nó đập vỡ cái nồi cơm của nó hết rồi, rồi nên nó không có thành công. Ghép cắt nấu có một chị đó ôm thầy Thích Minh Tuệ tại tống xuống sông luôn. Mà rồi cái đó là có thật không? Có đâu mà có, nó dựng á. Ông làm gì mà dám có chuyện đó? Người ta đã phủi hết cái bụi trần rồi, người ta đã bước vô con đường đạo đức rồi. Nếu ông mà loạn lưng như mấy Sàm Văn á thì ông ở ngoài chứ ông mắc gì ông phải vô đó để làm gì, phải không? Rồi nói ông là cũng như là có cái sự mà tính toán, rồi ông tính toán, ông có lấy tiền ai đâu mà tính toán, mà chẳng lẽ lấy không khí để làm lợi nhuận á? Nó có lợi nhuận gì đâu, nó thành thử ra nói những điều không chánh đáng. Thì luôn luôn lúc nào cái thời Phật nào cũng có ma tăng hết trơn á, thì mà bây giờ tôi nói với Dũng nghe nè, bây giờ là ông thầy Thích Minh Tuệ á, mặc dù bây giờ YouTube nó quay sao quay mà đều cộng đồng mạng thấy là nhận xét kỹ lại là ổng có đoạn clip nào mà ổng nhận tiền đâu. Không, cộng đồng mạng bây giờ người ta sáng suốt lắm rồi. Rồi dựng lên, dựng đi quay, tự để tiền, tự quay, tự đăng lên nói là cúng tiền. Cũng như á, người ta đã hiểu hết rồi. Ta đã hiểu rõ chân tướng mấy thằng Sàm Văn, mấy thằng tu không đúng chánh pháp. Để nói cho bồ dùng nghe. Những cái người mà có trí tệ thì người ta không bao giờ tin tưởng những cái lời đó. Còn những cái hạng mà tin tưởng mà nghe vậy là cái đó là hạng vô minh thôi, nó mới nghe vậy thôi, chứ hạng trí tuệ là ta không bao giờ tin tưởng những điều đó. Bị giờ cái gì nó cắt ghép nó làm cũng được hết. Đúng rồi. Thì cái gì, cái gì chánh thì ra chánh, mà tà ra tà. Quý vị có dùng tà mị cỡ nào quý vị cũng không bao giờ tà mà thắng chánh nổi. Bây giờ ai nói hay quá thì làm thử ăn tháng thôi. Ngủ ngầu ăn cơm giờ họ có làm được không? Mà đi ra thử ngày thôi, bạn chân của quý vị ra sao? Rồi so sánh với cái thằng gì một coi một clip mà nói là cậu bé nào tu mà nghỉ ăn cơm 8 tháng mà ai chứng kiến mà nghỉ ăn cơm 8 tháng mà hồi xưa Phật Thích Ca đó tu là khổ hạnh phải nhờ cái giọt sữa để mà để nuôi thanh xác, nuôi thanh xác rồi, rồi dựng lên đó, có thằng bé đó là nghỉ ăn cơm 8 tháng đó dựng lên vậy đó, rồi thầy Thích Minh Tuệ làm được như đó không? Trời ơi, và xưng hô là Phật không ăn á, những cái người không ăn đó tôi cũng có nghe có, nhưng mà cái đó là cái nghiệp của họ đó mà họ không biết á. Họ tưởng đâu vậy là họ đắc đạo, họ tưởng đâu vậy là ngon. Nhưng mà thầy Thích Minh Tuệ ngài có xưng ngài là gì đâu, ông nói con chỉ xin một ngày một hộp cơm với hai chai nước mà thôi, đủ no thôi, không nhận thêm nữa, mà quá 12 giờ thì ông không nhận nữa. Bây giờ tướng của quý vị nè, quý vị ra nhận gì, quý vị ăn dùm như Thích Minh Tuệ đi chứ khỏi nói là đi bộ. Thầy Thích Minh Tuệ ổng hiện lên thì thấy là dân chúng là quay đầu rất là nhiều, cả bản thân mình cũng quay đó. Người ta trở về chánh đạo biết bao nhiêu mà nói, rồi đập vỡ những cái nồi cơm của mấy Sàm Văn, nồi cơm không có thương hiệu, nồi cơm không nhãn mát, rồi bây giờ cái nồi cơm của Thích Minh Tuệ là nồi cơm của bao công, để mấy Sàm Văn mấy đồng đạo giả này nè vô ổng nấu hết, thành thử nấu lọc gành mới biết dàn thao ai thật tánh ai người giả đạo, nên nó ganh ăn tức ở, nó bày ra đủ thứ nhưng mà chẳng làm được gì. Sự thật là ra sự thật, còn giả thì nó ra giả thôi. Bạc đâu dám sánh vàng mừ, u mê mà lại chê cừ thần tiên. Mình là cái người u mê mà lại chê người ta, phỉ báng ta đầu bạc này đầu bạc nọ. Cha mẹ mình cũng sẽ đầu bạc, ông nội ông ngoại mình cũng sẽ đầu bạc. Tôi xin hỏi một câu gì thôi, nếu mà cái người thường á, nó được phong tỏa cả thế giới hả? Có hồi nào giờ có người thường nào lan tỏa được? Nó 2560 mấy năm rồi đó, khi Đức Phật nhập về Niết Bàn thì có ai làm được như thầy Thích Minh Tuệ của mình không? Nó phỉ báng làm gì? Quý vị hãy tỉnh ngộ đi. Giả quê dốt phiên người tỉnh ngộ, ổng giả quê dốt đó, giả bán buôn thức giấc người đời. Rồi có một cái clip đăng lên đó là lúc mà thầy Thích Minh Tuệ ăn cơm mà sĩ văn đó, mà nó nói ổng sĩ văn dơ giấy, mà phạt gì mà sĩ văn, miệng ổng ngồi thui. Ủa là tại vì ổng mang cái sắc phàm mà ổng phải xem ổng phải sĩ văn à? Tại vì ổng còn đang giữ cái sắc phàm mà. Giữ sắc phàm. Sát cằn tục như cây cảnh khết, đây là ổng đang giữ cái sắc phàm, làm hiền hòa ắt phải tiêu mòn, đẻo với bào viết nó cũng tròn, đến chừng đó trông giàu rất tốt, tại vì ổng còn đang mang cái sắc phàm, nó ổng chưa có quá giải được. Chừng nào mà ổng cõi bỏ sắc phàm tại thế gian thì chừng đó ổng mới không xỉa răng. Mà không biết nó nói có đúng hay là không nữa, mình thì cũng chưa có thấy. Dạ. Nên cái chỗ đôi người thấy cắt ghép, đôi khi cắt ghép cái này lắm. Cái gì nó làm được chứ? Cái độ là ổng không có xỉa luôn á. Chứ tao hỏi mày, bây giờ nửa tháng ổng mới tắm một lần, xin bàn chỗ này.
mà quý vị thử cái một ngày quý vị không tắm coi quý vị hôi cỡ tại nào. Vì có mấy bạn đi quay đó nói là cũng có lỡ tiếp xúc với ổng mà lỡ gần thì không có không có mùi hôi mùi hôi vậy chứ, tại mà vì câu với lại nữa cái giọng nói ổng nói ra cũng dạ không có bị hôi luôn mà tại vì không xúc miệng đó. Quý vị biết sao không? Câu đạo đức bay mùi thơm lạ, nó cái mùi của ông là bài mùi thơm lạ mà ông Du Tăng Thích Minh Tánh ông nói bên Mỹ mà ông còn nhận được cái mùi hương của ông nữa. Nó muốn nếm thì phải gán sưu tầm, các đạo tà mưu khéo âm thầm, dân gắn chánh kẻo lâm mà khổ. Chúng nó xuống phiên găng nhiều chỗ, dùng phép màu lè mắt chúng sanh. Ai ham linh theo nó tập tành, kha cạm bẫy khó mong sống sót. Nhất là những vị thiếu nữ của mình ngồi trong cái pháp hội của mấy ông sàm tăng. Ai ham linh theo nó tập tành, cúng ghét quý vị thành ban bạch là sạch nhà đó quý vị. Nó ai ham linh theo nó tập tành, kha cạm bẫy khó mong sống sót. Đó. Nên Đức Huỳnh Giáo Chủ nói ta chẳng phải dùng lời chú ngót mà làm cho dân chúng say mê, nẻo chánh tà biện luận nhiều bề cho sanh chúng tầm nơi cội gốc. Đó, quý vị hãy nhận định cho thấu đáo lên, đừng có bài bác nữa mà mắc tội. Vậy á, bây giờ xét cái lý ra đi, nó quay YouTube quay mỗi ngày, mà nếu không xỉa găng thì ông mỗi ngày mỗi phọc mỗi xỉa, tại sao xỉa con làng một vậy? Nó dựng thôi. Rồi có con thiếu nữ đó, nó nói là miệng ông hôi, miệng ông thúi. Mặc đồ thì giải tăng quan ở nghĩa địa nghĩa trang vậy mà cũng xưng là thánh nhân. Ủa ông có nói ông thánh nhân hồi nào? Màu là hồi lúc mà thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện tới giờ là thầy nói thầy tu tập nha, chứ thầy không có xưng không có là xưng thân Phật gì chứ, mà tự cái người của mình là nâng ổng lên thôi, nâng ổng lên thôi. Mà nếu mà nói ổng Phật này Phật kia là nói quan ổng. Ổng nói con chỉ đi theo cái hạnh của Phật là hạnh đầu đà để giải thoát cho cuộc đời, nếu mà đắc đạo thì cứu cha mẹ thôi. Chứ ổng chẳng ông nói một lời nào mà ổng dạy ai hết á. Ổng nói là ổng một vị Phật nào lên, ổng nói là ổng tu tập thôi. Ổng là đang học Phật. Ổng nói ổng đang học Phật. Đó. Mà bây giờ dựng lên nói mà Phật gì mà mặc đồ dơ giấy rồi chỉ văn rồi miệng không xúc gì tùm lum cho Phật nào vậy? Mà mang cái xác ngự xác phàm thì phải vậy rồi. Quý vị ơi đừng có nói những câu khiếm nhã nữa mà mang tội với thầy. Quý vị dân ngôn chánh thì phước lai quả khứ, mà dân ngôn tà phước khứ quả lai. Quý vị dùng cái câu không chánh ngữ thì quý vị sẽ mang nghiệp. Nên quý vị hãy trở về nội tâm đi, rồi nhận định đi. Người ta đi như vậy người ta không ngủ ghen ai hết, người ta không kêu gọi ai hết, người ta không kêu gọi cúng dường, người ta không ngủ một vị Phật tử nào phải theo ổng. Nhưng mà mình thấy cái hạnh của ông, mặc dù ông không nói pháp nhưng mà ông hành pháp, thấy cái hạnh ông quá tốt, người ta mới kính ngưỡng chiêm bái ngài, người ta mới lại ngài. Cả thế giới này người ta lại ngài để mưa hòa gió thuận, tạo nền móng thánh quân đặt dựng nơi chiều ca mới gầy dựng tôi hiền. Nó những cái người mà trở lại nội tâm sau này quý vị sẽ diện kiến Đức Phật Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Nó còn những người bài bác thì hãy chờ coi. Như mấy ông Tích Ở Đồ đó, ông chỉ nói có hai câu về thầy Thích Minh Tuệ thôi mà giờ ông trải quả biết ngàn tề ngàn lần nào cái câu của ông nói không, mà quý vị cũng chưa ghê sao, quý vị cũng chưa sợ sao mà ở đây mà bài bác hoài. Thầy nói á, niệm một tiếng Phật chứ đừng ái ố hoài, ái ố thì nó không có lợi ích gì cho mình hết trơn. Bây giờ đừng sân si nữa, đừng phẫn nộ, đừng ái ố nữa. Còn xin chia sẻ với quý vị cộng đồng mạng, còn tôi nói là Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Có một vị này hỏi tôi chứ xác ta là ai mà thân hình là ai, tự xưng mình là Phật giáo hòa hảo mà vốn giáo lý của thầy nên hỏi câu đó có khiếm nhã lắm không mà lên hỏi xác ta là ai. Đức Huỳnh Giáo Chủ nói tôi chỉ nhắc lại lời thầy, nếu muốn thắc mắc kiếm Đức Huỳnh Giáo Chủ hỏi. Nhưng mà câu này tôi không trả lời với quý vị tại thấy quý vị kém hiểu biết rồi, nói làm gì. Ta là ai rồi biết rồi đó, mà tại sao mà còn lên phỉ báng nữa, rồi kêu già này già nọ đầu bạc rồi. Cái đầu bạc thì người già phải bạc rồi, gắn già thì gắn lột, mà người già thì người tột đầu xanh, cha mẹ ông bà mình cũng sẽ bạc như người ta. Nhìn cái tướng Tư Hoàng nó có ra cái tướng con người tốt đẹp gì không, nổi cái tướng thì nó không có cái gì hết trơn. Rồi thêm một cái thằng YouTube mà dựng cho Tư Hoàng này nữa, nó cũng là u minh luôn nữa. Nó phỉ báng ta, mình được lợi gì, dòm cái nít của mình có được bao nhiêu người coi mà bày đặt phỉ hoài. Bỏ cái thói chớ chiêu đi nghe, hai thằng đồng đạo thúi
bỏ cái lối đó đi. À, thôi quý vị ơi, bỏ nó qua bên đi. À, thưa quý vị, thầy nói á, ông Phật mà ông tiên đoán cái không ai biết được đâu. Tại vì Đức Phật mà nói nó chỉ hàng Bồ Tát mới lãnh hội nổi, còn bậc chúng sanh như chúng ta là không bao giờ lãnh hội nổi. Nên mình chỉ tưởng theo một một cái khía cạnh nào đó mình nói thôi. Như ông Đại Đức Thích Minh Tuệ, ông đi, ông không xưng ông là cái gì hết, nhưng mà tại người đời người ta thấy cái hạnh ông tốt quá nên người ta phong ông đứng góc độ này, đứng góc độ kia, đứng góc độ nọ, chứ ông chẳng có nói ông là ai hết. Ông nói với chúng ta là chỉ là con thôi. Coi con đi đó, tôn kính ông là tôn kính cái hạnh cái của hạnh Phật của ông đó, cái hạnh Phật đầu đà của là ông lại cái hạnh của Phật, cái ta nhớ cái hạnh của Đức Phật mà không ai làm được việc nó. Chứ nếu ông không có cái hạnh đó thì chúng ta cũng không tôn kính ông để làm gì. Nên mình phải tôn những cái người làm được chuyện. Cũng như ngày xưa cái đất nước Việt Nam mình, tại sao người ta phải tôn Bác Hồ? Tại vì Bác Hồ giữ nước, làm được việc cho đất nước thì người ta phải tôn nó. Ai làm được như vậy thì người ta tôn, còn những người làm không được thì người ta đâu bao giờ tôn. Bây giờ quý vị thử đưa cái một ông vua hoặc một ông chúa nào đó, một ông hoàng, một bà tỷ phú nào đó ra ngoài đường, có ai lại được gì không? Nó chỉ chia sẻ giùm cái ông vua gì mà hồi đó ổng kêu làm cái bản đồ đó mà ổng bị dân chúng phải chửi ổng đó, nói ổng là bán nước. Nhưng mà sau này nhờ ổng mà giờ nước mới tồn tại tới giờ này, cái bản đồ chữa hết đó. Là ông vua Tự Đức của mình đó quý vị. Khi ông bắt tay với triều đình Pháp, chia ba tỉnh cưới mời hai phạm, cố nghe qua lấy làm bất mãn, dần bao đành vội bán dân ta, dầu tử sanh cũng biết nhớ mà tặng kỳ lực mới chi thiên mạng. Nhưng mà quý vị ở ngoài Bắc ngày xưa quý vị làm thơ chữ vua Tự Đức mình, chiều chiều bắt két nhổ lông, két kêu báo tự sao mày bắt nhân. Nhưng mà quý vị không có biết được đâu, vua mình khôn lắm quý vị, tướng mình cũng khôn lắm, không ai qua vua mình với tướng mình đâu. Bây giờ ta ký cái bản đồ này, ta bắt tay với tụi Pháp, ta ký bản đồ hình chữ S này để cái biển Đông là của Việt Nam, có chữ ký của quốc tế đàng hoàng, nên Tập Cẩm Bình mới xâm chiếm biển Đông chúng ta được. Nên ông thánh của mình biển Đông dạng dặm gian tay giữ, đất Việt muôn năm dặn chị mình. Nên quý vị đừng làm thơ để chiêu chọc ông nữa, nó nhường người một bước rộng đàn dễ đi. Nó vua mình khôn lắm, tướng mình cũng khôn đó, không ai ngu chứ. Nếu ngu làm sao mà giữ nước được, làm sao mà giúp đỡ cho xã hội, giúp đỡ cho đất nước. Bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Nó vậy đó. Mà quý vị thuận lòng dân là thuận lòng trời, mà nghịch lòng dân là nghịch lòng trời đó. Bây giờ trên thế giới này cả mấy tỷ người người ta tôn Thích Minh Tuệ, mà quý vị phỉ báng có một hai người thì quý vị là ai? Quý vị làm được gì? Quý vị soi bói để làm gì? Quý vị nói những liều thất thiệt để làm gì? Không có bao giờ qua nổi, tại vì đa số thì phải thắng tiểu số. Tôi nói câu giản dị bình dân vậy thôi. Nên các vị anh hùng, Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết là ti sắc mắt mà hồn thiên chẳng mắt. Người ta làm lợi ích cho nước nhà. Nói bây giờ quý vị thấy ông Khương Thích Minh Tuệ ra đời làm cho cái thôn của ông, những người nghèo khổ, có cơm ăn, có áo mặc, có gạo thóc. Nó rồi bắt đầu mình có làm được với ông không? Mình đó, nói có ai nghe không? Đó cũng như sư Minh Đạo đó, người ta không có gì hết mà bắt người ta sám hối. À, mà ngược lại bây giờ người ta cộng đồng thương người ta lại tôn vinh ông. Còn như mấy ông đó, mấy ông ra sao? À, mấy ông đó bắt người ta sám hối để đè người ta xuống, rốt cuộc tôn vinh người ta lên. Còn mấy ông á, làm cho mấy ông nở mặt, vừa hồi mấy ông là bị gớt mặt, gớt cái mặt nạ của mấy ông xuống. Mặt nạ của mấy ông là du minh, mà mấy ông chê người ta, nó phỉ báng người ta. Bằng cấp của mấy ông không là cái gì, bằng cấp này không có được Đức Phật Thích Ca chứng nhận. Khi nào mà Đức Phật, Đức Thầy đóng mộc cho mấy ông mới gọi là bằng cấp. Đó. Thành thử ra quý vị đừng có bố láo là bằng cấp mà ngồi thuyết giảng, nói Phật tử đem hai trái bử vô cọ rồi chảy nước miếng đồ bằng cấp gì đó hả? Bằng cấp mà thuyết pháp không dây dính vô giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy, bằng cấp để làm gì? Mà cũng tự xưng là trưởng giả, tự xưng là cao tăng, có bằng cấp 1, bằng cấp 2. Ông Thích Minh Tuệ chúng ta, ổng lại chỉ là một người bình thường đi thi hành nghĩa vụ xong rồi trở về học cái hạnh đầu đàn của Đức Phật để giải mã cho cuộc đời.
để tìm lẽ sống, để giải thoát cho thân tâm. Ông chẳng kêu gọi gì hết, nhưng mà tùy lòng, tùy sức của người đời nay, tu nhân hiền hậu cũng hay, dạy đời phải biết ngày ngày cho tin, nên ông chẳng kêu gọi. Nhưng mà ông làm được việc. Quý vị thấy cả thế giới này bao nhiêu người sùng bái đó. Muốn lập đạo có câu thành bại sự chân kiên của khách tiền môn, khắp sáu châu nức tiếng người đồn. Nó bây giờ nức tiếng người đồn rồi, ba chịu khổ, khổ cho ba đánh. Quý vị dằn tuốt ông cỡ nào, cả tới đánh ông sưng mặt ông còn không trả lời, ông còn cầu cho những người đó có hạnh phúc. Ai làm được chuyện này? Nên từ ngày sắp tới, quý vị tu theo cái hạnh của ông nổi thì tu, còn không thì yên lặng mà để niệm Phật đi. Đừng phỉ báng nữa, đừng tranh chấp nữa, đừng nói những cái lời mà không có đúng với giáo lý của Đức Phật, Đức Thầy. Thưa chị, nhà chị chia sẻ về cái đoạn của ông Năm Lửa mà hồi đó ông trung thành với Thầy, thấy tội, thấy đáng thương quá chị. Thưa quý vị, ông Năm Lửa của mình là ông nóng lắm nên Thầy mới đặt ông là Năm Lửa. Mà ổng là một vị, tại vì Thầy cho biết là hai có hai ông ở trong đạo mình, mà một ông thì bên dân, một bên ông bên võ. Nó thành thử ra khi mà ổng vũ mùng, mỗi tối thì ổng trải chiếu vũ mùng cho Thầy ngủ, thì ổng thấy ba con nghiệp nó bò ra nó cắn Thầy hoài. Cái bữa nọ đó ổng mới bắt, ổng đem ngoài nắng, ổng phơi khô. Thì Thầy chiều tối rồi Thầy nằm xuống, Thầy không thấy ba con nghiệp ra bò. Thầy mới kêu Năm Lửa đâu, Năm Lửa đâu, Thầy không chạy vô. Thưa Thầy, kêu con, tôi nói với ông là nghiệp nó cắn tôi chứ không phải cắn ông, mà ông đem giết nó. Thì ông nghĩ là cái trong cái nhà đó ai học với Thầy, chứ tại sao ông đem phơ ba con nghiệp này mà có người Thầy biết. Ông đâu có biết Thầy là Phật. Thì ông mới lần thứ hai nữa, thì ông vũ mùng nữa, thì thấy ba con nghiệp bò ra máu nó tròn, nên ổng không phơ khô mà ổng lấy móng tay ổng giết giết nó, mày cắn đi, mày cắn đi, mày cắn đi. Thì Thầy cũng gầy ổng nữa. Cái ổng mới tức hả, cái lần thứ ba thì ổng không có giết mấy con nghiệp mà ổng bỏ vô họng ổng nuốt luôn à. Lần thứ ba thì Thầy mới không gầy ổng. Thầy nói ông uống lần thuốc này mạnh dữ à. Đó, lần thứ ba thì Thầy khen ổng. Cái khen là khen cái nghĩa khí chung can của ông, chứ không phải khen ông mà gì. Nên Thầy mới nói trời xanh mũi là loài thường hút máu, cũng lắm người mượn có thế kế ấy để dung thân. Nên thở xưa trời sắp cuộc phong thần, vì kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện, mong tạo hóa sắp xong tuồng cổ điển, đặng nhân sanh kiến cảnh thái bình hòa, ngõ lời phiên trăm họ khắp gần xa, gác tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc. Trên vượt cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, với quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy là trong bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét dứt câu thù hạnh quán. Đó. Chừng nào mà quý vị tu mà đừng ganh ghét, đừng thù quán nữa, thì chừng đó mình đã trở về nội tâm rồi. Đó. Thành thử ra Trần Văn Sói cầm binh qua vậy là tôi nói ông Năm Lửa đó. Lâm Thành Nguyên túc chí đa mưu. Ông Lâm Thành Nguyên là hồi đó là ở xứ tôi. Nhưng mà ông Lâm Thành Nguyên này báo cho quý vị biết, ông là người Việt gốc Hoa, nhưng mà ông vẫn trung thành hiếu kính Đức Thầy như vậy đó. Nên thưa quý vị, khi Đức Thầy ra đời mượn xác con đối ông Đức Bà, thì Ngài cũng đau ốm triền miên như bao nhiêu người khác. Nhưng mà cái đau ốm của Ngài thì không đáng kể. Khi mà Ngài mở đạo năm 1939, Ngài làm lễ cáo hoàng thiên, thì bệnh căn của Ngài đã dứt hẳn. Má, Ngài mới mở đạo làm lễ rước Đức Ông Đức Bà ra ngồi người sanh để làm lễ cáo hoàng thiên. Ngài mới nói là đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Đó. Mới lòng trẻ thảo biết đòn biết kết, phí xác phàm mê mệt đâu này, băng gừng dẹp phá gốc gai, đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Đó. Thành thử ra một vị Phật ra đời làm lợi ích cho dân sanh, cho xã hội, nước non nhà, hay là tay tăng sĩ gậy thiền quyết nắm, lằn bụi bờ xuống thẳm lên đèo, dầu cho gặp lắm hùng beo, từ bi quản niệm quyết leo khỏi rừng. Đó. Ngài đã đền xong nợ nước tù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Môn. Như ông Thích Minh Tuệ mình thi hành nghĩa vụ 3 năm quân sự đã xong. Đó. Người ta đã đền ơn nợ nước rồi, rồi
việc nhà quý bạn đã xong, tức là trồng 100 cây sầu riêng để lại cho em để hiếu kính cha mẹ, và xin cha mẹ cho con đi tu, cha mẹ cũng chấp thuận. Cái đó người ta không có lỗi đạo nhà đó, thành thử còn mình ở đây mình không chịu là buông xả như ông mà cứ phỉ báng hoài thì mình mới là người lỗi đạo nhà đó. Ai người tâm đạo đừng tôn phụ thầy. Như cái câu nói ông nói em thấy rất hay mà có đúng không chị? Ông nói cũng như có người nói bỏ cha bỏ mẹ tu thì không đúng, mà ông nói nếu ở nhà mà không có tu rồi lỡ ngày mai chết rồi làm sao cứu cha mẹ được? Cứu cha mẹ được? Vậy đó, nó cũng là vậy đó. Thành thử ra đời vô thường mà mình đâu có biết được giờ nào mình chết, thành thử ra mình phải lo tròn. Tại vì người đắc đạo thì cứu vớt được tổ tông dòng họ tới 7 đời, về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công phu. Ngài đã làm xong nghĩa vụ rồi, không phải ngài lỗi đạo nhà đâu. Thành thử ra cái bậc thánh nhân người ta đã phân trần cái lẽ sống, làm thế nào để báo hiếu cha mẹ, làm thế nào để đền ơn nước non, làm thế nào để giúp đỡ quần sanh, vì đối với quần sanh ta mang cái ơn các nặng, nên phải dìu dắt sanh linh để đi tầm chân lý, chứ người không có còn sai sót gì hết. Đối với cao tăng Thích Minh Tuệ là ngài đã hoàn thành nhiệm vụ của ngài, là một con dân của đất nước, hoàn thành nhiệm vụ với một đứa con ở trong gia đình, hoàn thành nhiệm vụ với xã hội nhân quần, ngài không có lỗi gì hết, ngài làm đúng với bậc thánh nhân. Nên thưa quý vị, ngày xưa khi Đức Quỳnh giáo chủ cũng vậy, ông Đức Ông thì mướn người ta làm cỏ, mà quý vị đi làm cỏ đó, người ta thấy cốc nhiều quá, ếch nhiều quá, người ta mới bắt ta sâu sâu. Thì Đức Thầy mới lợi sách mấy sâu cốc đem thả. Thầy nói thôi đừng có ăn người ta mà mang tội, nó bắt được thì tha người ta đi, để mình về mình xào mình ăn này kia đó, thì mình giết con được thì bỏ con cái, nó cũng bỏ con của nó, còn giết con cái thì người ta xa chồng xa vợ. Đó. Rồi ngài phiên mấy cái người mà đi bắt đó thì họ cũng bằng lòng để cho thầy đem thả. Đó. Rồi người ta xuống bắn cò ở vườn Đức Ông thì thầy cũng phiên. Đó. Quý vị thấy không? Cái người trí tuệ người ta ra đời, một vị Phật ra đời là người ta dạy điều hay lẽ phải, ta gắng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ hay là bậc thánh nhân của mình. Chứ đừng có nói những điều thất thiệt, đừng phỉ báng, đừng giọng ngữ để rồi mang tội. Bây giờ á, từ ngày sắp tới quý vị không có thể loan tin thất thiệt về thầy Thích Minh Tuệ được nữa đâu. Công an đã vô cuộc rồi, cấm những anh chàng YouTube không được quyền quay, không được đưa lên những cái lời mà không đúng. Chừng nào ông xuất hiện nữa thì quý vị mới được quay nữa. Thành thử ra quý vị, tôi thấy quý vị hổng gài khi thầy Thích Minh Tuệ ra đời chỗn vẹn chỉ có một tháng thôi. Bữa nay là tháng mấy ngày, nhưng mà khi ngài vắng mặt thì dọn vẹn chỉ có một tháng thôi. Đó. Thành thử ra quý vị đã thấu đáo rồi, quý vị đã sáng suốt rồi, quý vị mở hồn bao để bố thí rồi. Đó. Quý vị ở trên cái gò, quý vị ban xuống cái lung rồi. Đó. Thành thử ra quý vị đã giàu lòng bác ái rồi, tình thương rồi. Thành thử ra không ai cản trở mà cơ duyên đã đến với mình được. Thành thử ra hát kêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi. Quý vị mà có tiền tài danh vọng, quý vị giúp đỡ cho người ta, quý vị sẽ đắc quả trong nay mai thôi. Còn những người mà keo kiệt đó, những người mà bỏng sẻn đó, thì không làm lợi ích gì cho đời và đạo hết. Đó. Cả tới mình còn không dám ăn thì làm sao mà dám cho người ta. Đó. Nhưng mà ôm cho giữ đến kiệt ly kỳ cũng thả trôi sông. Đó. Thành thử ra bây giờ chẳng những anh đại gia, phải tán tán những anh đại gia. Tán lý ra đại gia là ta lo bận việc để tính trong đầu óc người ta làm cái gì để có tiền. Nhưng mà bây giờ ta phải trở về nội tâm, mua cây bồ đề để trồng, mở hồ bao ra bố thí. Đó. Chẳng những cho tiền, cho gạo, còn cho thêm 500 ngàn, 300-400 ngàn. Cái ông già mà ông nhận 500 ngàn là ông bật khóc. Nói quý vị thấy không? Cái mảnh đời đau khổ có khi người ta trong túi không cầm được miếng giấy 500 ngàn. Mà quý vị đem một tấm giấy 500 ngàn cho ông thì ông nói, cái bà già mới nói không thể tưởng tượng được.
bà có thể nhận được 500 Hôm ngàn trước này. con có lướt Facebook lên coi á, là thấy một anh YouTube đó mà mình không có nói tên người ta, là quay bà cụ đó là cầm lên một xấp tiền lên là có khoảng 10 triệu. Rồi quay rồi bắt đầu quay ngang là quay bả là ba lần, mà quay rồi có lấy tiền lợi. Cũng như kêu bả cầm tiền đưa lên, quay rồi có xong xuôi trơn cái này bà lấy tiền của bả lợi. Rồi sau này cái phó thằng YouTube lại quay bả mới kể, là mình biết cái câu chuyện là thằng YouTube đó lại quay bả ba lần mà lấy tiền lợi. Cái anh đó anh thiếu đến túi đó quý vị. Là cái dạng như là đưa lên anh trình bày là bên kia cho là lấy tiền của bà, mà trong khi bà là 85 tuổi mà nạo vừa đi ra chợ bán mà làm gì đó, người ta cho tiền rồi lại bắt bả cầm tiền lên quay. Rồi sau này có một chàng YouTube khác lại quay thì bả mới kể là có chuyện gì mới bởi chuyện ra. Bởi là tôi nói với quý vị cộng đồng mạng nè, anh YouTube giả nè, anh thầy chùa giả nè, anh tu sĩ giả nè, anh bằng cấp giả nè, anh thầy thuốc giả nè, trên đời này nó đủ thứ giả chứ. Mà mình nghe mình coi lại cái clip đó mà mình thấy đau lòng. Đau lòng không? Thôi đừng có giận, giận vậy đi, câu like câu view rồi bắt đầu á quay những mảnh đời đau khổ còn lại chia tiền với người ta nữa. Bây giờ kinh bị đánh sập hết trơn rồi đó. Lực nhân quả quý vị không chạy thoát đâu. Lực bù trừ của tạo hóa quý vị không thể tài chạy thoát đâu. Thành thử ra quý vị phải trở về nội tâm. Đừng vì một chút hư danh nào đó mà binh người này bỏ người kia, nói những điều thất thiệt. Dầu ông đó là thầy của quý vị đi nữa, mà dòng thầy chùa mà nhậm gì quý vị. Thầy chùa như thể cây sơn ngoài da coi chắc trong thờ mối ăn, mới buồn tay cho lũ ác tăng. Đức Quỳnh giáo chủ sở dĩ ngài dùng cái chữ lũ là một đám đó quý vị, nhiều lắm, không phải một hai thằng đâu. Buồn tay cho lũ ác tăng làm điều dối thế cho hư đạo màu. Di Đà Phật Tổ thêm gầu, dặn trong tăng chúng sao lừa dối danh. Có thân chẳng liệu lấy thân, tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương. Quý vị đừng có vì một cái thằng sư phụ mình mà hư danh đó mà quý vị phỉ báng ngài Thích Minh Tuệ. Tội ai làm thì người đó hưởng. Tự ra quý vị đừng binh vực nữa. Dầu quý vị có binh đi nữa cũng không cải lực nhân quả. Không có thể mà để cho cộng đồng mạng người ta có thể tôn những sư phụ rồi nhảm giết của quý vị. Tại vì cộng đồng mạng á là cái lòng dân người ta mà cả tới đất nước cũng phải chịu, mà thuận lòng dân là thuận lòng trời, ông trời ông cũng phải chịu lòng dân nữa đó. Mà nghịch lòng dân là nghịch lòng trời đó quý vị. Thành thử ra quý vị đừng có binh người này mà bỏ người kia. Ai chánh thì mình nói chánh, ai tà thì mình nói tà. Việc tà lập chánh rành rành, ba màu nắm chặt nam thành mới xử phân. Kính thưa quý vị, bữa nay có em Quýt chủ nhà, em xin nhắc lại một đoạn giảng trong sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ. Mời quý vị cùng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ tôi xin nhắc lại những lời vàng ngọc của Đức Thầy ở trong sấm giảng của Đức Thầy. Xin quý vị cùng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xa tăng tìm đạo vô vi, nhiệm màu thâm diệu năng tri lão bài. Cầm hương chấp lại hai tay, đưa lên trên trán nguyện bài quy y. Nguyện rồi xa xuống tất thầy, cấm hương rồi cũng đứng thầy thẳng ngay. Đọc qua lời nguyện một bài, lại luôn bốn lại tả rài tông gia. Bàn tay lật ngửa vậy mà, chớ đừng lật sắp gì thầy tái sanh. Đi xa thì cũng dặn rành, bàn thông thiên cũng thiệt hành,
nhớ ấy. Bốn phương đều đọc dạy thầy, cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Sớm chiều bình đẳng chớ lời, thượng hành như vậy nhớ lời đừng sai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chỗ em quýt đọc bàn tay lật ngửa vậy mà, chứ đừng lật sắp vì thầy tái sanh. Tại vì khi Đức Phật Thầy Tây An Ngài Viên Tịch, Ngài nói khi Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời thì Ngài dạy là bàn tay lật ngửa vậy mà. Ngày xưa thì Đức Phật Thầy dạy tín đồ là lật sắp, nhưng sau Đức Quỳnh Giáo Chủ dạy Đức Phật tín đồ là lật ngửa, chứ đừng lật sắp vì thầy tái sanh. Đi xa thì phải dặn gành, bàn thông thiên cũng thiệt hành như y. Bốn phương đều đọc vậy thì cúi đầu bái tạ từ bi Phật trời. Mới sớm chiều bình đẳng chớ lơ, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Có đau xem thuốc ba bài, tức là thuốc ba bài của thầy đó. Tâm thành cầu nguyện ắt ngay bệnh lành. Quý vị uống thuốc cái này vô, mặc dầu nó là lá cây thôi, nhưng mà quý vị lòng thành, quý vị giấy cũng như Đức Thầy cho biết là lòng thành nước lã nên hồ vậy đó. Hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban. Đó. Thành thử ra mình uống cái gì mình cũng phải nguyện giấy của quyền thất tổ gia hộ cho mình, và những loài cây cỏ vô hữu tình vô tình đều có mà linh hồn hết, nên chúng ta phải nguyện giấy thành lòng nước lã nên hồ đó quý vị. Hữu tâm chí đức cam lồ Phật ban, rồi giấy vàng xé nhỏ rành rành để trên bàn Phật chí tầm chí thành uống như ngay đó. Thánh thần phượng phát hồn bay, ở đâu cũng đến độ gài chúng sanh đó. Thành thử ra thầy mới nói là con rồng mới nửa cũng nên là cái năm nay này quý vị, mà trong ba tánh thách thanh hải hùng, chừng nào tôi được hết khùng thì lại dân sự còn dùng làm chi đó. Chứ không phải là thầy nói năm thìn sẽ lo vận chuyển, thì cái năm thìn thì ông Thích Minh Tuệ ra đời là đúng năm thìn đó. Sứ Hà Tiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thình rồi lập nhân hoàng hội ra đó. Trong sanh chúng gần xa phân cạn, dựng nhân hoàng cho gạn ở đâu đó. Mình phải để lấy tâm lấy trí xét soi, thầy đi giải bắt thử coi lẽ nào cũng giải bắt nữa phải không. Thôi thôi dân chớ hùng hào, khùng từ bổn đạo tẩu đầu bắt luôn đó. Thành thử ra mình nghe được một cái lời của vị Phật nói, mình phải suy nghiệm lẽ quyền thâm trong Phật pháp, chứ đừng có nói đại nói càng, hỏi ra đời rồi dẹp hết chiến tranh nữa. Ông Phật nào nói ra đời dẹp hết chiến tranh hồi nào? Tại vì mình gây tạo ác nghiệp thì mình phải trả quả, không có ai mà chạy thoát hết. Nên lực nhân quả nó phải còn giữ. Nếu mà ông dẹp được thì ông cải lực nhân quả sao? Như ngày xưa khi mà Đức Thầy hút thuốc để độ bệnh, thì Đức Thầy nói tôi chỉ hút thuốc để độ đời thôi, chứ không tôi không có, tôi để hút thuốc trị bệnh thôi, chứ tôi không có độ đời được nha, tôi không cứu người được à. Tại vì cái duyên quý vị tới đây, quý vị uống thuốc tôi mà quý vị hết là coi như cái nghiệp báo quý vị đã dừng. Chứ tôi không có nói là thuốc tôi là cải tử quần sanh gì cho quý vị hết. Nên mở tâm linh nghĩ đến đoạn này, điều quả phước ấy cơ báo ứng, chẳng biết thanh còn con chứa đựng quả bất lành chưa trả dây thêm. Nên em quýt lựa một đoạn nào đọc thêm nữa đi, để cho cô bác người ta nghe giọng em rất là hay đó. Đọc từ miếng năm đi. Vậy chứ theo đọc miếng năm đi. Thưa quý vị, để liên tục chương trình đọc sắp giảng, em quýt sẽ đọc lại trong cái quyển năm, tức là giác mê tâm. Thành thử ra quý vị đợi chờ nghe ha. Nam mô A Di Đà Phật. Bằng tâm ngẫu thường nhằn, theo đòi nghiên bút luận bàn tục tiên. Ta là cư sĩ canh đền, lo nghề cài cuốc cũng chiên tu hành. Xa
giữ lòng thanh tịnh tánh lành chào tri ân, gắn công trì niệm sớm phi thân ti còn tục tâm lìa cõi mê tri tôn treo giống bồ đề kiếm người lương thiện dắt về Tây Phương giải phiên những kẻ ngộ ngang biết câu lục tự dình đàn tứ ân ở trần xử trọn nghĩa nhân quyết làm tôi Phật gửi thân liên đài cầu cho mối đạo quần khai cầu cho trăm họ bồng lai được gần sớm về cõi Phật an thân kẻo kiếp phong trần dài gió vàng sương Phật đại phương Phật mùi hương cúi đầu đảnh lễ cây nương đức màu từ bi quay lực nhiệm sâu độ còn thoát chúng mù sầu trần ai chị tiếp Nam mô mày đọc hai câu nữa mới vô được. Nam mô Thích Ca Như Lai. Nam mô Thích Ca Như Lai ta bà giáo chủ xin ngài chứng minh giới đây lược ta sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi lời lành của Phật chuyện gọi đọc qua suy nghiệm xét soi chân tàng thành tiếng không tiếng kệ tiếng kệ thuộc nhưng mà nó khan tiếng khan tiếng của từ nó đủ tiếng kệ từ bi quá diệu trầm diệt lòng tham vọng diệt tính âm trần gian say đắm theo màu sắc tịnh độ giá thiền chỉ dục tâm phải gõ nghiệp chiên trần cấu tàu nghe rành chánh pháp thoát tà dâm phù sinh nhược mộng đời lao khổ tịnh chỉ tu thân kẹo lạc lầm hào quang chư Phật gọi mười phương đạo pháp xem qua chớ gọi thương chiên chú nghĩ suy từ nét dấu cố công gìn giữ đánh thần lương Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chiên chú nghĩ suy từ nét dấu, tức là mình nhìn tài tính minh tuệ mình phải suy xét nghĩ suy từ nét dấu cố công gìn giữ tánh thần lương, phải nhìn một người phải cho tường tận rồi hãy phán đoán nó thành tử ra không ai làm được cái hạnh này mà chính ngài là người làm được, nên ngài đem đạo lành ban rải khắp nơi nơi mãn trời trong bá tánh thảnh thơ
khắp bốn biển lên dây hòa hảo. Nên quý vị hãy nhận xét lên, hãy thấu đáo lên, hãy tu gấp gấp lên, tu từ hơi thở đi quý vị, để được diện kiến Đức Phật, Đức Thầy trong ngày Long Hoa Đại Hội. Long Hoa Tiên Phật Đáo Ta Bà lừa lọc cô lành diệt quỷ ma. Thời này đang diệt quỷ ma quý vị. Nếu mãi mê mang mùi tục lỵ, linh hồn chìm đắm chốn nơi hà. Lòng thầy chua xót ruột thầy đau, nghe được lời phi tỉnh như nào. Kiếm huệ dứt không gồi quả báo, lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Nên quý vị hãy niệm Phật từ hơi thở, để có dịp diện kiến Đức Phật, Đức Thầy. Long Hoa Thánh Đức này mở ra cái trường thi công đức này quý vị ơi, tuổi thọ tới một muôn nghe quý vị, gán tu nghe quý vị, có một hội này lập lấy thân, nếu để trễ chày e chẳng kịp, phi ngay phi sớm gán chiên cần. Nên mình đừng có nhận xét mà không có thấu hiểu, không rõ ràng rồi bài bác nữa. Quý vị hãy đảnh lễ ngài Cao Tăng Thích Minh Tuệ chúng ta, đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơ thạch bạc. Ông mấy ông sẽ đi, chừng nào mà quý vị ấy rồi mấy ông mới về thạch bạc. Như Đức Thầy chúng ta nói là tại sao không ngồi ở ngôi chánh đẳng chánh giác, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần nên chịu chảnh khe khe. Vì lòng từ ái chứa chan thương, bất tính tới hồi tai họa. Phật Vương đã chỉ gõ mái diệu quyền, chuyển lập hội Long Hoa, chọn những đứng tu hành cao công quả. Đó, để ban chỉ xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phân thứ, gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Đó, thành thử ra phải phái các ngài xuống để lâm phàm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ gõ cơ quyền, phiên kẻ thế hướng thiện quầy đầu mà cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ơn số bớt tội căn, để kiếp đến Long Hoa cầu Phật, trước biết gõ lực trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp diệm màu, mới kiến diện bậc chân sư. À, chúng ta đang kiến diện bậc chân sư là ngài Chân Thư Thích Minh Tuệ. Giữa đời mạt tặng âm u, bỗng nhiên xuất hiện một nhà tu tuyệt vời, có ai làm được chuyện này. Nên quý vị đừng phỉ báng nữa mà mang tội. Hãy tu tu kiếp kiếp, nếu không quá trễ, hay là gấp gấp lên quý vị. Nếu để chờ sấm nổ gian khinh, e bá tánh ăn năn đã muộn. Đó, giảng với kệ ga đà bốn cuốn, ít có người khám gõ cơ quyền. Ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế sự phân cho chúng. Mấy đêm dài dạng cạn dầu tiên lụng, chẳng thấy ai tìm kiếm bóng chân, để làm cho mít bụng chị hàng nơi cung nguyệt chờ trong hỗn dạ. Đó, thành thử rồi quý vị hãy gấp lên, hãy tu lên, chứ đừng để chờ sóng nổ thì chừng đó Đức Phật, Đức Thầy đã phá sổ rồi, mình không còn niệm để được nhiếp thọ nữa. Nên mình phải tu gấp gấp để về, để nối gót theo thầy nương Phật cảnh. Đó, thành thử ra đủ chưa dùng chào khán giả thôi cô tôi. Nên thưa quý vị, xin tặng với quý vị một bài là trên dưới trời chẳng ai bằng Phật, khắp mười phương hạng thật khó so, dồn trên ba cõi rộng to, một người có kiếm sánh đo cùng ngài. Em thấy Thích Minh Tuệ có ai mà so được ngài không? Ngài là vua pháp tộc cao, là cái này là nói Đức Phật Thích Ca của mình đó, nhưng mà cũng nói với những người đệ tử của Đức Phật Thích Ca đó. Ngài là vua pháp tộc cao, khắp công ba cõi chẳng sao sánh tài, đi người đồng kính đạo thầy, cha lành tất cả bốn loài chúng sanh. Nay tôi quy mạng thiệt hành, ngõ mong trừ dứt nghiệp sanh ba đời, tỏ ra khen ngợi ít lời, dầu cho kiếp chẳng sao sánh tài. Nói, mới sự lại Phật vốn không yên tĩnh, đạo cảm giao khó tính công bằng. Nay tôi ở trong đạo tràng cũng như kết chặt vào đồ Ngọc Châu. Em thấy ông đi cũng như ai cũng lại ông là kết chặt vào đồ Ngọc Châu phải không? Mười phương Phật hiện bầu hình ảnh, có bóng tôi cũng sánh các ngài. Từ chơn cho chí mặt mày cúi đầu làm lễ, nguyện gài quy y. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng, tu gấp gấp lên nha quý vị.